Cập nhật quân sự mở ngày 20 tháng 2 năm 2024 Hằng Lâm vào quân sự mở xin kính chào quý vị Kính thưa quý vị, thông tin đáng chú ý đầu tiên mà quân sự mở muốn gửi tới quý vị ngày hôm nay liên quan đến cái chết của viên phi công Nga đã lái chiếc trực thăng mi 18 đào tẩu sang Ukraine thông qua chiến dịch chiêu hàng của Cục Tình báo Bộ Quốc phòng CUR nước này. Phi công Nga Maxim Kuzminov, người vào hôm 23 tháng 8 năm 2023 đã lái chiếc trực thăng 18 của quân đội Nga bay vào lãnh thổ Ukraine, được phát hiện đã chết ở Tây Ban Nha. Maxim Kuzminov đã chuyển đến Tây Ban Nha thay vì ở lại Ukraine và được đảm bảo an toàn bởi các lực lượng của Kyiv. Sau đó, anh ta đã mời bạn gái cũ của mình đến sống chung. Đáng tiếc, người ta đã phát hiện ra anh ta đã tử vong do bị bắn. Nhóm sát thủ đã bỏ trốn trong khi một chiếc ô tô bị cháy rụi được tìm thấy gần hiện trường. Phía Nga đã nhiều lần đe dọa ám sát Kosminov vì cáo buộc anh ta phản quốc. Nhưng thực tế, anh ta chỉ từ bỏ chế độ của tội phạm chiến tranh Vladimir Putin mà không có bất cứ ngôn từ nào bày xích quốc gia quê hương của anh ta. Cosmonaut trước đó đã nhận được khoản tiền thưởng lên tới 500.000 đô la Mỹ bằng đồng tiền Ukraine hryvnia. Trong loạt hành động phi nhân đạo của phía chính quyền Nga, các điều tra viên Nga cho biết chỉ có thể bàn giao thi thể của tù nhân chính trị Alexei Navalny sau ít nhất 2 tuần nữa. Một khoảng thời gian dài khó tin đối với một người được thông báo là đột ngột qua đời với lý do bệnh lý ở một nhà tù khét tiếng là Hẻo Lánh ở vùng Bắc Cực lạnh giá với bản án lên tới 3 thập kỷ. Người ta càng có lý do để nghi ngờ sự mờ ám phía sau cái chết của ông Navalny. Hơn nữa, có thể thấy thủ đoạn chính trị trắng trợn phía sau động thái này, chỉ hoãn sự phẫn nộ của công chúng và hướng sự chỉ trích của họ vào việc chậm bàn giao thi thể của Navalny thay vì bản thân cái chết của ông ta, một động thái xoay dịu sự phẫn nộ xảo trá của chính quyền Putin. Những đám tang của những nhân vật chính trị đối lập có sức ảnh hưởng, có thể là ngòi nổ cho những biến cố chính trị. Vào mùa hè năm 1989, hàng loạt các cuộc biểu tình kháng nghị ôn hòa biến thành cuộc thảm sát đẫm máu trên quảng trường Thiên An Môn với sự kiện lục tứ khởi phát từ việc công chúng đưa tiễn cố tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Diệu Bang, người lựa chọn đứng về phía dân chúng thay vì lý tưởng và quyền lực độc đoán của tổ chức chính trị tôn giáo hợp nhất mà ông là nhân vật đứng đầu trên danh nghĩa này thêm một vết nhơ trên lớp vỏ bọc danh tiếng vốn đã trở nên vô cùng nhơ nhớp của người Nga. Lữ đoàn cơ giới số 110 biệt lập, lực lượng bảo vệ Abdiivka báo cáo rằng người Nga hứa sẽ sơ tán những người lính Ukraine bị thương vẫn bị bao vây trong thành trì Zenit, nhưng thay vào đó lại hành quyết họ. Điều này xảy ra vì thứ nhất là quân đội Nga vốn không có lý niệm nhân đạo, thậm chí với ngay cả binh sĩ của mình khi sử dụng những đơn vị ngăn chặn để bắn vào chính các binh sĩ Nga rút lui khi gặp khó khăn khi tiến quân. Thứ nữa, quân Nga làm điều này để trúc giận lên các binh sĩ Ukraine. Những người bảo vệ Avdiivka đã cản trở bước tiến của họ trong hơn 4 tháng qua một cách đầy can đảm và hiệu quả. Mỹ cân nhắc viện trợ ATACMS phiên bản tầm xa 300 km cho Ukraine. Hãng tin NBC của Mỹ đưa tin, chính quyền tổng thống Joe Biden đang xem xét đến khả năng viện trợ cho Kyiv các hòa tiễn ATACMS tầm xa lên đến 300 km, thay vì chỉ 165 km như các phiên bản mà Ukraine đã nhận được trước đó. Ngay khi Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ quân sự mới cho Kyiv Động thái này được đưa ra sau yêu cầu nhiều tháng trời từ các quan chức Ukraine. Các khoa tiễn tầm xa hơn sẽ cho phép quân đội Ukraine tấn công vào các mục tiêu trên bán đảo chiến lược Crimea, nơi Nga đang đồn trú một lực lượng quân sự khá mạnh và là trung tâm hậu cần chiến lược cho mặt trận miền nam Ukraine ở Kherson và Zaporizhia. Các khoa tiễn ATACMS tầm xa 300 km cũng đặc biệt quan trọng trong việc nhắm mục tiêu vào các hệ thống phòng không và radar giám sát không phận tầm xa mà Nga đặt ở ngoài tầm với của bom lượng dẫn đường GLSDB tầm xa 150 km và ATACMS Block 1 tầm xa 165 km mà Ukraine hiện đang sở hữu nó sẽ tạo tiền đề tốt hơn cho F-16 chiếm ưu thế trên không, vì các tiêm kích của Hoa Kỳ chỉ có mối đe dọa lớn nhất từ các hệ thống phòng không Nga và sẽ có khả năng áp đảo hoàn toàn lực lượng không quân lạc hậu của nước này bằng các trang thiết bị hiện đại mà nó mang theo. Patriot bắn hạ các máy bay Nga trong 3 ngày qua Hôm 19 tháng 2, một tiêm kích bom Su-34 dự định thả bom lượng dẫn đường và một tiêm kích đa năng 4 cộng cộng Su-35 của Nga hộ tống nó đã bị bắn hạ khi tiếp cận khu vực tiền tuyến phía nam của Ukraine. Trang tin độc lập Euromaidan của Ukraine cho biết, chúng đã bị bắn hạ bằng hệ thống phòng không Patriot do Hoa Kỳ sản xuất. Trước đó vào ngày 17 tháng 2, Ukraine tuyên bố bắn hạ 2 Su-34 và một Su-35 ở khoảng cách từ 70 đến 120 km so với giới tuyến phân tranh. Kiev không có hệ thống vũ khí nào có thể phương tới các máy bay nga ở khoảng cách này, ngoại trừ Patriot với tầm xa 160 km. Gần như chắc chắn Ukraine đã có được tin tình báo về kế hoạch tác chiến của các máy bay nga. Vì vậy, di chuyển Patriot đến gần tiền tuyến phục kích và sau đó rút lui ngay lập tức để tránh trở thành một mục tiêu giá trị để quân Nga nhắm vào. Hiện không rõ Nga có điều chỉnh các chiến thuật tác chiến của mình sau khi các máy bay đắt tiền liên tiếp bị bắn hạ hay không, sau khi các quả bom lượng dẫn đường chứng minh hiệu quả trong cuộc vây hãm áp điệp ca và có thể được coi là những vũ khí lợi hại nhất của Nga cho đến thời điểm hiện tại, mặc dù chúng kém chính xác và thiếu ổn định chúng sẽ phá hủy hoàn toàn mục tiêu nếu chúng đích với khối lượng các quả bom từ 500 kg đến 1.500 kg. Nga đã tăng cường sản xuất các bộ dẫn đường dựa trên thiết bị GPS dân sự bị hack tốc độ và độ cao của phương Tây và cả GLONASS của chính họ để lắp vào kho bom đạn thông thường khổng lồ từ thời Liên Xô, biến chúng trở thành những vũ khí hiệu quả nhất của Nga tính đến thời điểm hiện tại. Số bom dẫn đường Nga sử dụng một ngày ở tiền tuyến hiện lên đến 60 quả, thay vì 20 quả trong khoảng thời gian trước đó. Theo nhà phân tích chiến tranh Alexander Kovalenko, Nga đã phóng hơn 460 quả bom dẫn đường vào các khu vực do Ukraine kiểm soát chỉ trong 10 ngày đầu tháng 2, trong khi đó Ukraine không có bom dẫn đường để trả đũa. Ukraine khiến quân đội Nga tổn thất 211 tỷ đô la Mỹ. Các hoạt động quân sự ở Ukraine đã khiến Nga thiệt hại tới 211 tỷ đô la Mỹ và nước này đã mất thêm 10 tỷ đô la Mỹ do việc hủy bỏ hoặc tạm dừng xuất khẩu vũ khí ra bên ngoài. Theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ, ít nhất 20 tàu hải quân cỡ vừa và lớn của Nga đã bị đánh chìm ở Biển Đen, bao gồm cả soái hạm, một trong các tuần dương hạm ít ỏi còn lại trong hải quân Nga, mang tên thủ đô Moscow của nước này và ít nhất 315.000 binh sĩ Nga thương vong. Tổng cộng theo như tuyên bố của quân đội Ukraine, Nga đã mất 25 tàu chiến và tàu tuần tra các loại, gần 6.500 xe tăng, hơn 12.000 xe bọc thép, hơn 9.700 khẩu pháo, 674 phương tiện phòng không, 336 máy bay chiến đấu và 325 trực thăng, biến cuộc xâm lược Ukraine trở thành cuộc chiến tiêu hao thảm khốc bậc nhất trên thế giới trong nửa thế kỷ qua. Không chỉ tính riêng cho phía xâm lược, mà còn gộp chung cho bất kể bên tham chiến nào. Chỉ tính riêng số máy bay và trực thăng mà Nga bị mất trong cuộc chiến này, với giá trị trung bình ước tính 25 triệu đô la Mỹ mỗi chiếc, thì quân đội Nga đã tổn thất gần 20 tỷ đô la Mỹ vũ khí khí tài. Và con số này thực tế cần nhân lên hai lần, vì họ không chỉ mất đi vũ khí mà còn phải tổn thất thêm tiền bạc và thời gian để bù đắp số vũ khí bị tổn thất để duy trì năng lực quân sự của mình. Tuy nhiên, các quan chức ngũ giác đài cũng lưu ý về tình hình khó khăn mà Ukraine phải đối mặt khi Hoa Kỳ trì hoãn viện trợ và hối thúc Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Trong khi đó, sau chuyến thị sát và khích lệ binh sĩ ở hướng Kupian trở về, Tổng thống Zelensky của Ukraine cho biết quân đội Nga lợi dụng sự chậm trễ trong viện trợ cho Ukraine để đạt được những bước tiến và thành công gần đây. Hiện tại tình hình đang vô cùng khó khăn ở một số khu vực của mặt trận, chính xác là nơi quân đội Nga đã tập trung tối đa lực lượng dự bị. Họ đang lợi dụng sự chậm trễ trong việc giúp đỡ Ukraine và đây là những điều rất hữu hình: tình trạng thiếu pháo binh, nhu cầu phòng không ở tuyến đầu và các vũ khí tầm xa hơn với chúng ta. Chúng tôi đang làm việc nhiều nhất có thể với các đối tác để khôi phục và mở rộng hỗ trợ. Canada tặng lô 800 UAV hiện đại cho Ukraine. 800 UAV Skyranger R70 trị giá lên đến 95 triệu đô la Canada hay 70,4 triệu đô la Mỹ sẽ đến Ukraine trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng Canada tuyên bố vào ngày 19 tháng 2. Theo trang web chính thức của chính phủ nước này, kể từ tháng 2 năm 2022, Canada đã cam kết viện trợ hơn 9,7 tỷ đô la Canada cho Ukraine, bao gồm hơn 2,4 tỷ đô la Canada hỗ trợ quân sự. Gần đây nhất, trong cuộc gặp với các đồng minh NATO tại Brussels vào ngày 14 tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Bill Blair đã đề cập rằng Canada sẽ tài trợ thêm 60 triệu đô la Canada cho Ukraine. Khi chúng ta sắp kỷ niệm hai năm cuộc xâm lược phi pháp của Nga, Canada kiên quyết sát cánh cùng với Ukraine để bảo vệ tự do và dân chủ, phối hợp với các đồng minh và đối tác. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho Ukraine viện trợ quân sự cần thiết để chiến đấu và giành chiến thắng trong cuộc chiến này thông báo hôm nay đảm bảo rằng Ukraine có máy bay không người lái cần thiết để phát hiện và xác định các mục tiêu quan trọng đối với cuộc chiến đang diễn ra của Ukraine. Canada sẽ sát cánh cùng với Ukraine cho đến chừng nào cần thiết, Bill Blair, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Canada cho biết. Sky Ranger được thiết kế để nhận dạng người, phương tiện và nguồn nhiệt từ khoảng cách xa, đặc biệt là trong bóng tối và điều kiện thời tiết bất lợi. UAV nhiều cánh quạt này là một trong những loại máy bay tốt nhất trên thế giới và có thể xử lý nhiều loại trọng tải lên tới 3,5 kg, bao gồm cả đạn dược. Nó có mức giá lên tới gần 100.000 đô la Mỹ, tương đương với 2 tỷ Việt Nam đồng. Cập nhật quân sự mở đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hằng Lâm và quân sự mở, xin chào và hẹn gặp lại quý vị.